Và đây là món mới mình sẽ ăn, cho nên là ăn spaghetti, mình sẽ ăn khoai tây thì nhập khẩu từ châu Âu. Một cái xúc xích như là của heo cao bò vậy đó. Nó dễ thương. Đây, bây giờ mình sẽ cắt mì. Bây giờ mình sẽ bỏ khoai tây vào nha. Các bạn ơi, đầu tiên là cho gói khoai tây vào hộp. Bước thứ hai là đổ nước sôi trong hộp 130ml và khuấy đều. Và trong hộp đó. À, thấy rồi. Bước ba, cho thêm gói nước sốt bò bằng xúc xích vào cùng trộn đều và thưởng thức. Bây giờ mình đang nấu sôi. Mình ăn rồi. Không ngon lắm á, giống như là bột gì ta, giống như là sữa vậy đó. Cái là ăn gì đó. Trời ơi, đầy nhóc luôn. Thơm quá, thơm cực kỳ, các bạn nhớ mua cái hũ này nha. Bây giờ thì mình cho gì vô? Thơm quá. Như mà snack gì á? Không lắm luôn. Bây giờ mới snack. Bây giờ mình sẽ bỏ vào và bỏ những cái giống như những cái rau củ gì đó. Rồi sau mình sẽ bỏ nước sôi vào. Bằng và xúc xích vô. Không có cái xúc này. Rất là thơm. Mình sẽ ăn chung với mì thì nó là ngon. Bây giờ mình bây giờ mình sẽ cắt xúc xích. Căng đi. Giờ căng đi. Thơm một phô mai cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ trộn với mì nha. Hết nguyên tô này luôn. Hả? Ok, đây. Đây, đây, ngon quá rồi. Đang làm thử. Thử. Đang thử cái này. Cái hũ này thì mình thấy ở những tiệm thuốc Huế, chứ mình chưa có thấy ở siêu thị. Đó, món của mình. Bạn nào ốm như mình thì hay ăn cái này rất là ngon. Nó có vị béo lắm. Béo, thế nên ai cũng không biết sao. Bye.
mình có vũ khí. Các bạn của mình còn nói đây vũ khí của mình không thứ nào đâu, thứ nào hết của mình rồi. Khác xúc xích ngon quá, ăn hút mình. Cái đinh bỏ đói của mình thì ăn hút sốt metamarin. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một cái like, share và subscribe trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Cái gì kỳ đó.